Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để blend màu Nhật Bản. Ý là nó là cái một cái màu khá là trắng, sáng và nó trông khá là sang và tinh tế. Với cái dạng blend màu này á, thì nó phù hợp cho những cái bức ảnh là chụp indoor nhiều hơn hoặc là chụp outdoor, nhưng mà nó phải có những cái tòa nhà hay là có cái nền gạch. Nói chung là chúng ta cần một cái khoảng nó sáng và nó trắng, là cái màu trắng là cái màu chủ đạo, tức là chúng ta phải lựa chọn ngay từ cái khâu hình gốc rồi ha. Và nếu như các bạn có nhu cầu ở những cái bức hình khác á, thì có thể chúng ta sẽ phải phân tích một số thứ về cái cách blend màu này. Thứ nhất là bởi vì cái màu Nhật Bản mình coi nhiều á, thì đa phần các bạn cho rằng cái màu Nhật Bản là tạm gọi đấy ha, bởi vì không biết phải gọi sao, thì nó sẽ hơi lạnh, cái màu nó lạnh ha. Thứ hai nữa là nó sẽ gọi là trong thì nó không trong, nhưng mà nó đủ tương phản, đủ tương phản. Được contrast đó. Thứ ba nữa là nó màu lạnh ha, đủ contrast ha, nhưng mà cái màu tối á, chi tiết vùng tối á, thì nó lên khá là nhiều. Ý là nó không có cái mảng nào nó quá tối, không nó quá đen, bởi vì mình đang có một cái là bởi vì cái mục đích cuối cùng mình nhắm đến là cái bức ảnh mình nó phải sáng, cho nên là hợp đủ tất cả những yếu tố này chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ phải làm gì cho cái bức ảnh chúng ta ha. Thứ nhất là lạnh nè, tức là nó sẽ phải có cái màu nó hơi ngả sang xanh một chút xíu, nó sẽ hơi hướng lạnh. Thứ hai là đủ contrast thì chúng ta cứ tăng contrast lên tới khi nào được vừa thì thôi. Thứ ba là chi tiết tối, nó phải lên được cái chi tiết tối, tức là ở những cái vùng màu, ở vùng tối như cái vùng tóc hay là vùng cái dưới cái kệ này nè, thì nó phải hơi bệt bệt, nó hơi xám xám chứ không phải là màu đen hoàn toàn, tức là màu 100% đó. Và cuối cùng là nó sáng, bởi vì mình đang cần một bức ảnh nó trông phải nó phải thật là tinh tế và nó sáng. Nhờ nó sáng nên cho nó mới tinh tế và nó khá là hiện đại, cũng cho nên là tốt nhất nếu như các bạn đi chụp hình mà mình định hướng được là khi chụp xong rồi đem về nhà mình sẽ blend theo cái kiểu màu này, thì mình sẽ lựa chọn những cái địa điểm mà nó có những cái tòa nhà, những cái sân vườn, hạn chế cây cối một chút xíu, bởi vì nó có màu xanh lá cây vô thì thường nó làm mất đi cái yếu tố hiện đại mà nó hòa theo cái tính tự nhiên nhiều quá, tức là mình vẫn nhắm tới là nó phải hiện đại ha. Tức là chỉ có một vài cái cây thì ok không sao hết, nhưng mà đưa ra ví dụ như cái này mà áp dụng cho đồng cỏ nhìn nó không ra gì cả và nó không có hợp, nó không có nổi bật được cái màu vậy ha. Ok, thì đây là một cái bức hình mà mình đã làm rồi, xử lý rồi, đây là hình gốc. Đó, đại khái thế. Thì bây giờ mình sẽ xóa hết đi làm lại. Thì ở đây bức hình này cứ xem thử coi là mình sẽ xem thử coi là cái màu nó thế nào, ánh sáng này nó đủ chưa. Mình sẽ dựa vào histogram ha. Ở đây thì mình thấy là cái màu trắng, cái vùng màu trắng này nó chưa tới chạm tới điểm, tức là nó đang thiếu đen và nó đang thiếu sáng. Thì mình chỉnh cách nhanh nhất là mình sẽ vào level, thì ở đây nó sẽ hiện ra luôn cho mình cái này thì mình sẽ dễ nắm bắt hơn. Thì đơn giản nhất mình sẽ kéo nó vào một chút xíu thôi. Đó, các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ chạy ra. Đó, là tới vậy là được rồi. Theo là cho màu trắng ra chút xíu. Đó, khá ổn. Và ở cái blending mode của cái thằng này ha, thì mình sẽ để là luminosity, bởi vì chỉnh tới độ sáng thôi. Ok, đấy thì đấy là cái đầu tiên là về cái ánh sáng ha. Tức là mình mới chỉnh lại một số cái lỗi thôi. Như đây thì nó đang là hơi mờ. Mình sẽ làm việc lấy nét nó lại bằng cách Ctrl J lên, vào filter sharpen, sharp mask chẳng hạn thế. Và đẩy nó lên một chút xíu khi nào thấy nó vừa là được rồi.
Ok, tạm ổn thôi. Rồi, tạm ổn. Ở đây mình muốn cho nó sáng hơn một chút xíu nữa. Bởi vì cái việc chúng ta là làm cho nó sáng mà, curve, cho nên nó hơi dư sáng một chút cũng được, không sao hết, không cần lo. Đưa lên một chút xíu. Rồi, ok, vậy đi. Việc tiếp theo là bởi vì mình đang muốn nhấn tới cái yếu tố lạnh, cho nên là những cái màu nóng như kiểu màu đỏ này chẳng hạn, chúng ta sẽ giảm bớt nó đi một chút xíu bằng cách là chúng ta vào hue saturation. Không cần saturation cũng được, ta cứ vào new adjustment layer ha, và chọn là vibrant và giảm vibrant đi một chút xíu, tức là giảm cái độ bão hòa màu đi. Ok, một chút xíu thôi nha, để nó hơi bớt đi một chút xíu nào. Các bạn thấy là nó giảm đi rất là nhẹ. Và tiếp theo chúng ta sử dụng cái brush màu đen để chúng ta bôi vào cái layer mask của cái vibrant hồi nãy ha, để chúng ta lấy lại cái màu đỏ của cái màu da để cho nó hồng lên chút xíu, chứ không là nó trắng ở lên nhìn nó kỳ lắm. Ok, thì đấy là xong. Tiếp theo nữa mình sẽ lấy lại cái chi tiết tối bằng cách là quay trở lại cái level hồi nãy cũng được, và chúng ta sẽ tăng sáng ở cái tối lên. Có thể dùng cái này cũng được ha, nhưng mà dùng cách nào cũng được, để lời rời ra chút xíu để cho cái vùng này nó sáng lên chút xíu và được rồi. Nếu các bạn đừng như các bạn thấy, nếu như chúng ta kéo quá vào trong này nè, thì bắt đầu cái vùng tối nó đen xì lên thì nhìn rất là xấu. Cho nên là nếu như bức ảnh của các bạn nó đang ở cái mức này, nếu như ha, trong trường hợp cái bức ảnh bạn đang như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tăng sáng bằng cách lấy lại cái đẩy cái màu tối này nó lên sáng hơn một chút bằng cách là kéo cái thành ở dưới này ha, màu tối các bạn giảm vào, tức là nó giảm màu tối đi, thì các bạn sẽ thấy là cái màu tối nó sẽ bớt đi rất là nhiều đó. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình không cần thiết, tùy bức hình ha, các bạn sẽ có những cái bước xử lý khác nhau. Ok, thì đấy là xong về cái màu sắc. Ở đây có thể mình sẽ tăng contrast lên một chút xíu chẳng hạn đấy. Ok. Rồi. Tiếp theo nữa mình sẽ cho nó lạnh hơn một chút xíu bằng cách là chỉnh vào color blend. Và ở highlight mình sẽ để là cyan và yellow chuyển sang blue một chút xíu ha. Tức là mình chỉnh rất nhẹ thôi, trừ 3 0 cộng 5 thôi. Tùy bức hình các bạn chỉnh sao cho nó phù hợp nha, chứ không phải là cứ trừ 3 0 cộng 5 này nọ. Ở shadow thì mình sẽ tăng màu xanh lên chút xíu, xanh cyan. Rồi, ok. Và để lấy lại cái độ cân bằng thì mình sẽ sang mid tone và tăng cái màu vàng lên một chút xíu thôi. Màu đỏ nữa. Ok. Đó, là tạm ổn. Như đây mình thấy đây cái viền tím nó hơi nặng. Trong Photoshop thì chúng ta có thể chỉnh viền tím bằng cách như sau. Chúng ta sẽ nhân đôi cái layer lên trước ha. Đây là layer nhân nhân đôi layer background này trước, nhân đôi lên ha. Và chúng ta sẽ có nhiều bạn thì sử dụng là hue saturation, nhưng mà mình thì cảm thấy cái việc đấy nó không có ổn lắm, bởi vì nếu chúng ta giảm hue saturation đi và sử dụng brush layer mask để vào những cái đường đấy thì vô tình nó sẽ làm mất đi cái màu của vùng da này và nó tạo ra một cái đường viền màu xám. Lúc đấy chúng ta vô tình chuyển từ viền tím thành viền xám. Chuyển từ viền tím thành viền xám thì nó không quá hay. Cho nên là chúng ta mình có một cái cách sau, là chúng ta sẽ vào filter ha. Blur, chọn Gaussian blur. Nghe hơi lạ ha. Và lúc đầu ví dụ như đang ở đây thì chúng ta sẽ kéo lên một chút xíu để chúng ta thấy khi đến các bạn sẽ chỉnh đến khi nào cái đường viền tím này nó biến mất là được rồi. Rồi, tạm thời vậy là ok. Ok. Đây mình sẽ tạo một cái layer layer mask. Và bấm Ctrl Y để đảo màu vùng chọn đấy ạ. Nhớ chúng ta phải đang chọn thao tác click vào trong cái layer mask này và Ctrl Y. Và đây chúng ta sẽ sử dụng là brush màu trắng và chúng ta bôi lên. Đâu rồi? Bôi lên cái viền. Quên. Nhớ chọn cái blending mode là color ha. Đây để mình sẽ lúc đầu này sau khi add cái Gaussian blur ha, và chúng ta chỉnh sang color, tức là cái Gaussian blur này nó sẽ chỉ áp dụng vào trong cái phần viền cái màu thôi. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái viền tím đã biến mất rồi,
Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ áp dụng vào một số chỗ chúng ta muốn, tức là vào những cái viền trong thôi, không có lao vào những cái vùng ngoài này, nhìn nó hơi bệt bệt kia lắm. Ta sẽ tạo clay mask ha, bấm Ctrl Y đảo màu lại và sử dụng brush màu trắng, ta bôi vào những cái viền vào những cái vùng ta muốn khử cái vùng tím đi. Nè, cứ click và bôi vào thôi, không có vấn đề gì hết. Ở trong Camera Raw hay là trong Lightroom thì cái việc này nó tương đối đơn giản hơn, chỉ việc kéo cái thanh ha, chromatic thôi. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta đang chỉnh trong Photoshop này chẳng hạn, thì cái việc chuyển qua chuyển lại nhiều lúc nó cũng không phù hợp lắm với đối với một số bạn sử dụng những cái phiên bản nó thấp hơn, thì cái việc chuyển qua chuyển lại nó hơi phức tạp. Cho nên là mình có cái cách này đó, sử dụng Gaussian Blur, chỉnh Blending Mode là Color, và chúng ta sẽ sử dụng Brush màu trắng để bôi vào cái Layer Mask màu đen, bôi vào những cái vùng mà muốn khử đi. Ok, thì nó là xong cái viền tím này ạ. Ta có thể tắt, các bạn có thể thấy tắt mở đi thì nó sẽ áp dụng khá nhiều. Rồi ok, việc tiếp theo của chúng ta nữa là chúng ta sẽ bôi bỏ đi những cái rác rến xung quanh này. Cái bước này là cái bước quan trọng, trong khi đấy nhiều bạn thì thường lại bỏ qua. Bởi vì khi chúng ta xóa những cái vớ vẩn này đi á, thì làm cho bức ảnh nó sạch sẽ hơn, nó tinh tế hơn. Cho nên là mình sẽ tạo một layer mới, Ctrl Shift N, Enter, nằm phía trên cái layer background ha. Và sử dụng cái clone stamp, zoom vào clone stamp tool ha. Và chúng ta cái sample này chúng ta sẽ chọn là current and below, tức là cái nó chỉ lấy mẫu từ cái layer này trở xuống, tức là từ cái layer 1 xuống layer background, nó không có lấy mẫu từ những cái màu vớ vẩn này ha. Rồi ok, chúng ta sẽ để phím alternate này và để alternate ha, click lấy mẫu, sau đó click bôi vào trong những cái vùng mà ta muốn lấp đi. Tương tự ở đây với cái tự nhiên nó có cái gì nó chọc động chọc vào đầu mẫu này. Ok, đó thì tạm ổn. Đây còn một vấn đề nữa. Các bạn có thể thấy là cái vùng màu chân này với lại cái chân trên bên phải nó đang là hơi sáng hơn so với chân bên trái ha, cho nên là mình sẽ tăng sáng cái chân bên trái lên một chút xíu bằng cách là tạo một cái curve, có thể ở đâu cũng được ha, tăng sáng lên một chút xíu và chọn lại cái layer mask của cái curve này ha, và bấm Ctrl Y đảo màu lại, sử dụng brush màu trắng và chúng ta bôi vào những cái vùng chân thôi, tức là chỉ áp dụng cái tăng sáng đó vào cái chân thôi. Ok, đây có thể click đồ đây chỉnh lại chút xíu nữa, tăng sao để cho các bạn cảm thấy nó hợp lý là được rồi ha. Vậy là được rồi. Ở đây mình có thể là mình sẽ tăng cái độ mờ đục lên một chút xíu, giảm sáng bớt đi. Rồi ok, đó thì đây là cái bức hình cuối cùng của chúng ta. Với cái màu này thì hy vọng các bạn sẽ áp dụng được trong những cái bức hình của mình và tạo ra những bức ảnh đẹp nhất ha. Và nhớ like và share cái tutorial này nếu các bạn thích ha, và cảm ơn các bạn đã theo dõi.